Trọng Phúc chào đón quý khán giả đến với chương trình của Vietnews USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 giờ PM giờ Arizona trên kênh Vietnews USA để đón nhận các thông tin về tiểu bang Arizona, tin Hoa Kỳ cùng tìm hiểu nhiều lĩnh vực quan trọng hàng ngày xung quanh ta quý vị nhé. Tóc bạc là một vấn đề của đàn ông và phụ nữ ở độ tuổi trung niên. Họ phải nhuộm tóc thông thường 2 lần một tháng. Hầu hết thuốc nhuộm đều không phù hợp với tóc. Chúng chứa các hóa chất và có hại gây rụng tóc, khô da đầu, ngứa ngáy khó chịu. Nó cũng khiến chân tóc dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Đến với Crayaway giúp quý vị làm chậm tóc bạc. Crayaway hoàn toàn tự nhiên và không gây bất kỳ tác dụng phụ nào trên tóc và cơ thể bạn. Serum dưỡng tóc này biến đổi tóc bạc thành màu tự nhiên, giúp bạn làm mới mái tóc của mình. Crayaway điều trị các vấn đề về rụng tóc và thúc đẩy sự phát triển của tóc, ngăn ngừa hư tổn tóc, nuôi dưỡng tóc và trị cầu. Crayaway làm cho tóc bóng mượt và sang trọng hơn. Crayaway không có tác dụng phụ và hoàn toàn hữu cơ, giúp dưỡng ẩm cho tóc. Crayaway trị tóc bạc và chăm sóc tóc toàn diện. Crayaway trị tóc bạc sớm, phục hồi sắc tố melanin, giúp tóc đen hơn, kích thích mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc, trị cầu, nuôi dưỡng, giữ ẩm tóc, làm dịu da đầu, tăng cường tóc dày và khỏe mạnh. Hãy gọi ngay 916-666-0218, 916-666-0218, Crayaway trị tóc bạc sớm. Hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 3 năm 2022, Trọng Phúc mời quý khán giả cùng bắt đầu chương trình với một số tin đáng chú ý như sau. Tin Arizona. Cơ quan lập pháp Arizona thông qua lệnh cấm phá thai 15 tuần. Cơ quan lập pháp Arizona bỏ phiếu hạn chế chuyển giới, phẫu thuật, tham gia các môn thể thao. Tin California. Chủ nhà ở Hollywood Hills bị nhắm là mục tiêu trong cuộc cướp có vũ trang khi các vụ cướp ở Los Angeles gia tăng. Tin Đông Bắc Mỹ. Tin Pennsylvania. Trận tuyết ở Pennsylvania gây ra tai nạn lớn khiến 3 người chết. Tin Maryland. Quan chức Maryland bối rối vì cùng tên với nam diễn viên Will Smith bị ghét trên Twitter vì cái tát của giải Oscar. Tin New York. Trung úy thống đốc New York là trọng tâm của cuộc điều tra gian lận, chiến dịch liên bang. Tin New Jersey. Trợ cấp thuyết tật có thể thay thế an ninh xã hội của tôi không? Tin Washington DC. Những tên trộm nhắm vào mục tiêu hai cơ sở kinh doanh ở Georgetown. Tin Hoa Kỳ. Will Smith xin lỗi Chris Rock vì sự cố tát tại giải Oscar. Tôi đã sai. Tiếp theo là chương trình Cuộc sống người cao niên Arizona. Tiếp chuyện cô Đặng Thị Bảy. Và cuối cùng là chương trình Đời sống và văn nghệ với đề tài Nguyên tắc sử dụng thuốc bổ tốt cho sức khỏe. Và giờ này, mời quý khán giả cùng theo dõi phần tin chi tiết. Tin Arizona. Cơ quan lập pháp Arizona thông qua lệnh cấm phá thai 15 tuần. Tin từ Phoenix, cơ quan lập pháp Arizona hôm thứ Năm đã tham gia vào danh sách ngày càng tăng các tiểu bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo để thông qua đạo luật chống phá thai tích cực khi Tòa án tối cao bảo thủ của Hoa Kỳ đang xem xét khôi phục quyền phá thai đã có gần 50 năm. Hạ viện đã bỏ phiếu theo đường lối của đảng để phá thai ngoài vòng pháp luật sau 15 tuần mang thai. Phản ánh luật Mississippi hiện đang được Tòa án cấp cao của quốc gia xem xét. Dự luật nói rõ rằng nó không áp dụng luật tiểu bang trong hơn 100 năm cấm phá thai hoàn toàn nếu tòa án tối cao bác bỏ vụ án Roe kiện Wade, vụ án năm 1973 quy định quyền phá thai trong luật. Dự luật hiện được chuyển cho thống đốc đảng Cộng hòa là Doug Ducey, một người phản đối việc phá thai, người đã ký mọi điều luật chống phá thai đã được ban hành kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2015. Các nhà lập pháp Florida đã thông qua lệnh cấm phá thai 15 tuần tương tự vào đầu tháng này mà thống đốc đảng Cộng hòa Ron DeSantis dự kiến sẽ ký. Một dự luật ở West Virginia đã không thể thông qua thượng viện tiểu bang vào thời điểm phiên họp lập pháp của nó kết thúc vào đầu tháng này sau khi thông qua hạ viện.
Một đề xuất của Arizona sẽ cấm phá thai sau khoảng 6 tuần đã không được tiến hành. Một dự luật được ban hành ở Texas vào đầu năm ngoái cho phép các công dân tư nhân thực thi lệnh cấm và tòa án tối cao đã từ chối ngăn chặn nó. Thống đốc Idaho đã ký một dự luật bắt chước trong tuần này. Các biện pháp đó độc đáo ở chỗ là chúng cho phép các công dân tư nhân nộp đơn kiện dân sự chống lại bất kỳ ai giúp người khác phá thai sau 6 tuần. Nó đã gây khó khăn cho các thách thức pháp lý vì chính phủ không tham gia vào việc thực thi. Dự luật cấm phá thai 15 tuần của Arizona không có trường hợp ngoại lệ nào đối với tội hiếp dâm hoặc tội loạn luân hoặc đối với trường hợp khẩn cấp y tế. Tôi đang trở nên sợ hãi hơn vào thời điểm này bởi dự luật này, Hạ nghị sĩ đảng Dân Chủ Missy Estein cho biết trong cuộc tranh luận trên sàn hôm thứ Năm. Tôi kinh hãi rằng dự luật này sẽ cấm việc chăm sóc sức khỏe cho một phụ nữ bị sảy thai tự nhiên và bi thảm và khủng khiếp, và họ sẽ không được phép nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe này. Những người ủng hộ đảng Cộng Hòa nói rất ít trong cuộc tranh luận trên sàn. Các thành viên đảng Dân Chủ thiểu số cho rằng biện pháp này là vi hiến và bất kỳ lệnh cấm nào sẽ ảnh hưởng không tương xứng đối với phụ nữ nghèo và thiểu số. Những người sẽ không thể đến các tiểu bang không có luật phá thai nghiêm ngặt. Nhưng thượng nghị sĩ Nancy Basto, nhà tài trợ của đảng Cộng Hòa cho dự luật, cho biết bà hy vọng tòa án tối cao ủng hộ luật cấm phá thai sau 15 tuần của Mississippi. Nhà nước có nghĩa vụ bảo vệ sự sống và đó là điều mà dự luật này hướng đến, Basto nói trong cuộc tranh luận tại Thượng viện vào tháng trước. Cơ quan lập pháp Arizona bỏ phiếu hạn chế chuyển giới, phẫu thuật, tham gia các môn thể thao. Cũng tin từ Phoenix, Hạ viện Arizona đã bỏ phiếu hôm thứ Năm để cấm các cô gái chuyển giới chơi trong các đội thể thao ngay sau khi thông qua dự luật cấm phẫu thuật chuyển giới, chuyển đổi giới tính cho trẻ vị thành niên. Thống đốc đảng Cộng hòa WC chưa cho biết liệu ông có ký một trong hai dự luật này hay không. Hai thống đốc đảng Cộng hòa tuần này đã chống lại những người bảo thủ trong đảng của họ và phủ quyết các dự luật ở Indiana và Utah yêu cầu các cô gái chuyển giới thi đấu trong các đội thể thao nam. Đảng Cộng hòa cho biết việc chặn các cầu thủ chuyển giới khỏi các đội thể thao nữ sẽ bảo vệ tính toàn vẹn của các môn thể thao dành cho phụ nữ vì sợ rằng các vận động viên chuyển giới sẽ có lợi thế. Nhiều người chỉ ra vận động viên bơi lội chuyển giới Lia Thomas, người đã giành được danh hiệu cá nhân vô địch tại giải bơi lội và lặn NCAA Women Division một tuần trước. Nhưng có rất ít vận động viên chuyển giới ở các trường ở Arizona. Kể từ năm 2017, khoảng 16 vận động viên chuyển giới đã nhận được sự miễn trừ để thi đấu trong các đội phù hợp với bản dạng giới của họ trong số khoảng 170.000 vận động viên học đường ở tiểu bang. Theo Hiệp hội Arizona Interscholastics, dự luật này đối với tôi là tất cả về sinh học. Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Shana Bolas cho biết, người nói rằng cô đã chơi trong một đội đồng hương vào những năm 1980 nhưng không thể tham gia vào đội nam sinh trung học. Theo tôi, thật không công bằng khi cho phép nam sinh thi đấu ở các môn thể thao nữ sinh. Các nhà phê bình cho biết đạo luật khử nhân tính đối với thanh niên chuyển giới để giải quyết một vấn đề không phải là vấn đề. Chúng ta đang nói về lập pháp bắt nạt đối với trẻ em vốn đang phải là vật lộn với vừa qua. Hạ nghị sĩ đảng Dân Chủ Kelly Butler nói, ngăn dòng nước mắt. Cho đến 2 năm trước, chưa có tiểu bang nào thông qua luật điều chỉnh các môn thể thao dành cho thanh thiếu niên có giới tính. Nhưng vấn đề này trở nên thành trung tâm của các tiểu bang đảng Cộng hòa lãnh đạo kể từ khi các nhà lập pháp Idaho thông qua luật tham gia thể thao đầu tiên của quốc gia vào năm 2020. Nó hiện bị chặn tại tòa án cũng với đạo luật khác ở West Virginia. Dự luật này đang tạo ra một giải pháp vô nghĩa và có hại cho một vấn đề không tồn tại, Skyler Morrison, một cô gái chuyển giới 13 tuổi, nói với cái nhà lập pháp trong phiên điều trần hồi đầu tháng. Rõ ràng, dự luật này chỉ là cái cớ để phân biệt đối xử với các cô gái chuyển giới. Đảng Cộng hòa trên khắp đất nước đã nghiêng về các vấn đề chiến tranh văn hóa bao gồm cả quyền của người chuyển giới. Cuộc tranh luận và bỏ phiếu về luật thể thao dành cho người chuyển giới diễn ra vào sáng cùng ngày. Hạ viện đã xem xét và thông qua lệnh cấm phá thai sau khi mang thai 15 tuần. Đảng Cộng hòa nói rất ít trong các cuộc tranh luận về cả ba dự luật. Tin California,
Chủ nhà ở Hollywood Hills bị nhắm là mục tiêu trong cuộc cướp có vũ khí khi các vụ cướp ở Los Angeles gia tăng. Một nhóm cướp có vũ trang đã nhắm mục tiêu vào một đại lý đồng hồ cao cấp sống ở khu Hollywood Hills của Los Angeles, lấy trộm 30.000 Mỹ Kim đồ trang sức trong cuộc đột nhập nhà, chính quyền cho biết hôm thứ Tư. Nạn nhân Anthony Ferrer nói với Fox 11 Los Angeles rằng anh ta đang ngủ trên giường khi bốn nghi phạm đánh thức anh ta. Ferrer nói, tôi lăn lại và khi tôi lăn lại, một tên khác bước ra ngoài khiến tôi mất cảnh giác. Và các nghi phạm đã trói Ferrer bằng dây buộc và yêu cầu những chiếc đồng hồ anh ta giữ trong nhà của mình. Đài này đưa tin, Ferrer cho biết anh ta chỉ vào hai chiếc cặp mà nghi phạm đã lấy trước khi bỏ đi. Trong khi những chiếc cặp này đã trống rỗng, các nghi phạm vẫn lấy đi một ba lô mang trang sức và một chiếc cặp khác trị giá 30.000 Mỹ Kim. Báo cáo cho biết, cảnh sát Los Angeles đang điều tra vụ việc cho biết các nhân chứng đã nhìn thấy một chiếc xe đen màu tối tấp vào cạnh nhà và bốn nghi phạm đeo mặt nạ trượt tuyết thoát ra ngoài. Các nhà điều tra cho biết các nghi phạm vào nhà qua cửa kính trượt không khóa. Đài này đưa tin, Ferrer nói rằng anh ta cảm thấy như bị theo dõi trong vài ngày qua trước khi vụ cướp xâm nhập vào nhà. Nhà chức trách yêu cầu bất kỳ ai có thông tin liên hệ với sở cảnh sát Los Angeles. Khu phố Hollywood Hills của Los Angeles chỉ cách Beverly Hills, nơi Jacqueline Avant, vợ của giám đốc điều hành âm nhạc huyền thoại Clarence Avant, bị cho là bị bắn chết tại nhà trong một vụ cướp xâm nhập nhà vào năm ngoái. Giám đốc sở cảnh sát Los Angeles Michael Moore hôm thứ Ba cho biết các vụ cướp ở Los Angeles liên quan đến súng đã tăng 44% trong năm nay. Theo dữ liệu của cảnh sát Los Angeles, các cướp trên toàn thành phố đã tăng gần 18% tính đến ngày 19 tháng 3, đã gần có 2.000 vụ cướp được báo cáo tính đến thời điểm hiện tại so với 1.690 vụ cũng trong cùng thời kỳ năm 2021. Những con số đó cho thấy các vụ cướp liên quan đến súng chiếm 74% tổng số vụ cướp của thành phố cũng như 36% tất cả các vụ cướp. Mông Trinh xin kính chào quý khán thính giả của Đài Viện News USA. Tin Đông Bắc Mỹ, tin Pennsylvania, trận tuyết ở Pennsylvania gây ra tai nạn lớn khiến 3 người chết. Một trận tuyết ở Pennsylvania đã gây ra một vụ tai nạn ô tô lớn hôm thứ Hai liên quan đến hàng chục ô tô và xe đầu kéo và khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra dọc theo xa lộ liên tiểu bang 81 ở quận Schuylkill giữa các lối ra 116 và 119 theo Bộ Giao thông Vận tải Pennsylvania. Tất cả các làn đường sau đó đã bị đóng lại. Người phát ngôn của cảnh sát tiểu bang Pennsylvania cho biết ít nhất 50 đến 60 phương tiện có liên quan đến tai nạn này bắt đầu ngay trước 11 giờ sáng. Theo nhân viên điều tra của quận Schuylkill, ít nhất 3 người chết. Hơn một chục người lái xe đã được chuyển đến các bệnh viện địa phương. Video về vụ va chạm cho thấy nhiều xe đầu kéo và ô tô lao vào nhau giữa tầm nhìn thấp. Một số chiếc xe bị cháy vào giữa buổi chiều khi lực lượng cứu hỏa phải điều xe bồn nước đến do vị trí của tai nạn xa. Mưa tuyết liên quan đến những đợt lạnh mạnh và bao gồm tuyết rơi đột ngột và dày đặc. Cơ quan quản lý khẩn cấp Pennsylvania đã cảnh báo những người lái xe ô tô vào sáng thứ Hai về khả năng tuyết rơi khắp tiểu bang, nói rằng họ có thể biến tầm nhìn của bạn về zero trong vài giây. Tháng trước, một vụ tai nạn 50 chiếc ô tô đã xảy ra trên đường Interstate 81 hôm thứ Hai khoảng 30 dặm về phía bắc. WNEP đưa tin vào thời điểm đó cũng là do tuyết rơi. Tin Maryland, quan chức Maryland bối rối vì cùng tên với nam diễn viên Will Smith bị ghét trên Twitter vì cái tát của giải Oscar. Nam diễn viên Will Smith đã thu hút rất nhiều sự chú ý khi xông vào sân khấu trong lễ trao giải Oscar và tát người dẫn chương trình Chris Rock. Một số phản ứng dữ dội đó đang lan sang một nhà lập pháp cùng tên và họ của tiểu bang Maryland.
Tiếp theo sự cố tối Chủ nhật xảy ra sau khi Rock nói đùa về vợ của Will Smith, Jada Pinkett Smith, người dùng Twitter đã chỉ trích Will Smith của tiểu bang đảng Dân Chủ, mặc dù hồ sơ và Twitter của ông ấy cho thấy rõ ràng rằng ông ấy không đóng vai chính trong King Richard, Independence Day hoặc Fresh Prince of Bel-Air. Tại sao bạn đánh Chris Rock? Đọc một câu trả lời cho một tweet từ nhà lập pháp về các hoạt động xung quanh quận 20 của ông ta. Tại sao bạn lại tát Chris Rock? Đã hỏi một người dùng khác để phản hồi lại một bài đăng từ Montgomery County về khu nghệ thuật và giải trí Silver Spring, dẫn đến một người khác trả lời không phải Will Smith này. Fox News đã liên hệ với thượng nghị sĩ Will Smith để bình luận, nhưng ông không trả lời ngay lập tức. Cơn thịnh nộ dữ dội từ rapper thập niên 80 kéo theo một trò đùa mà Rock đưa ra về cái đầu hói của Jada Pinkett Smith, ví cô với cái đầu cạo trọc của Demi Moore trong phim G.I. Jane, mặc dù Pinkett Smith đã công khai nói về việc mắc chứng rụng tóc. Tin New York. Trung úy thống đốc New York là trọng tâm của một cuộc điều tra gian lận chiến dịch liên bang. Các nhà điều tra liên bang đã đưa ra trác đòi hầu tòa cho cựu cố vấn chiến dịch của thống đốc tiểu bang New York Brian Benjamin và thượng viện tiểu bang, cố gắng xác định xem liệu anh ta có tiếp tay trong việc lừa đảo các khoản quyên góp cho giá thầu máy tính không thành công của mình hay không. Theo báo cáo, trác đòi hầu tòa được đưa ra 4 tháng sau khi có cáo trạng liên bang của nhà phát triển bất động sản Manhattan Gerald Megrodo, cộng sự lâu năm của Benjamin, người bị cáo buộc lừa đảo các khoản đóng góp cho chiến dịch năm 2021 của Benjamin cho người kiểm soát thành phố New York trong một nỗ lực để đủ điều kiện tham gia chương trình quỹ phù hợp của thành phố, trích ra $8 từ tiền công cho mỗi $1 được huy động tư nhân, New York Daily News đưa tin. Middle không nhận tội với các cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi gian lận điện tử, gian lận điện thoại và đánh cắp danh tính trầm trọng hơn. Nếu bị kết tội, anh ta phải đối mặt với án tù tối đa 20 năm chỉ về tội gian lận điện tử, theo The New York Times đưa tin. Các công tố viên từ quận phía nam của New York đã đưa ra một số trác đòi hầu tòa cho các thành viên trong ủy ban vận động của Benjamin, tìm kiếm hồ sơ gây quỹ và thông tin liên lạc liên quan đến Middle, The Times đưa tin. Các công tố viên cũng đang tìm kiếm hồ sơ từ thượng viện tiểu bang, nơi Benjamin phục vụ từ năm 2017 đến mùa hè năm 2021, khi ông được đề cử để trở thành quyền chỉ huy thứ hai của thống đốc Kathy Hochul, The Times đưa tin. Trung úy thống đốc không có tên trong bản cáo trạng và không cân nhắc về những diễn biến mới, thay vào đó chỉ đạo The Times và Daily News đến một tuyên bố trước đó đã được đưa ra sau khi Middle bị bắt vào tháng 11. Cả Trung tướng Benjamin và chiến dịch của ông ấy đều không bị cáo buộc về bất kỳ hành vi sai trái nào và họ đã sẵn sàng hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng, phát ngôn viên của Benjamin cho biết. In New Jersey, trợ cấp khuyết tật có thay thế an sinh xã hội của tôi không? Câu hỏi, tôi bị khuyết tật ngắn hạn ở New Jersey. Ở tuổi 62, tôi cho rằng tôi cũng có thể bắt đầu nhận được quyền lợi an sinh xã hội thông thường của mình. Khi thời hạn trợ cấp khuyết tật ở New Jersey kết thúc và tôi nộp đơn xin SSDI, SSDI có thay thế quyền lợi an sinh xã hội thông thường hay không? Trả lời, không chắc chắn. Làm thế nào những lợi ích này ảnh hưởng đến nhau có thể phức tạp. Họ được quản lý bởi những quy tắc rất nghiêm ngặt. Ken Van Leeuwen, một nhà hoạch định tài chính được chứng nhận của Van Leeuwen và Company ở Princeton, cho biết bạn có thể bắt đầu nhận trợ cấp hưu trí an sinh xã hội của mình ở tuổi 62, trong khi thu thập tiền khuyết tật ngắn hạn ở New Jersey. Anh ấy cho biết khi tình trạng khuyết tật ngắn hạn kết thúc, bạn có tùy chọn đăng ký SSDI. Nếu bạn được chấp thuận, bạn sẽ nhận được lợi ích lớn hơn vì quyền lợi SSDI được yêu cầu ở mọi lứa tuổi được tính như khi bạn đủ tuổi nghỉ hưu, ông nói. Bạn vẫn cần phải trải qua quy trình đăng ký SSDI và được chấp thuận, nhưng nếu bạn được chấp thuận thì nó sẽ thay thế quyền lợi hưu trí, an sinh xã hội của bạn.
Tuy nhiên, điều này có thể là một rủi ro, bởi vì nếu bạn không được chấp thuận cho yêu cầu SSDI, thì bạn sẽ phải nhận khoản trợ cấp hưu trí giảm mà bạn đã bắt đầu nhận ở tuổi 62, ông nói. Tin Washington DC, những tên trộm nhắm mục tiêu vào hai cơ sở kinh doanh ở Georgetown. Washington, hai doanh nghiệp ở Georgetown đã thấy mình là mục tiêu của tội phạm vào chiều thứ Hai. Khoảng 12 giờ 39 phút, Sở Cảnh sát thủ đô nhận được cuộc gọi về một vụ cướp được báo cáo tại cửa hàng quần áo Amos trên khu phố 3100 của M Street, Northwest. Hai công nhân trong một cửa hàng gần đó nói với WSA9 rằng họ đã nhìn thấy từ 7 đến 12 người kéo lên hai chiếc ô tô bên ngoài cửa hàng ngay trước khi hành vi phạm tội bị cáo buộc xảy ra. Sau đó họ nói rằng họ nhìn thấy nhóm người lao ra khỏi cửa hàng với tay đầy quần áo. Một đại diện cho địa điểm Georgetown của Atmos từ chối bình luận về vụ việc. Sở Cảnh sát thủ đô cho biết họ không biết chính xác số lượng người đã vào cửa hàng tại thời điểm này trong cuộc điều tra của mình. Tuy nhiên, bộ cho biết họ đang theo dõi một chiếc Honda CRV màu bạc sẫm và hiện họ đang phân loại báo cáo là một vụ trộm cắp. Các sĩ quan Sở Cảnh sát thủ đô được gọi đến khu vực 3200 của O Street, Northwest sau giờ, 2 giờ sau đó vì một vụ cướp được báo cáo tại một cửa hàng tên là Capital Connect DC. Capital Connect DC bán các phụ kiện hút thuốc theo trang web của hãng. Cảnh sát cho biết một phụ nữ bị thương trong vụ cướp, tuy nhiên họ không thể bình luận như thế nào vào đầu giờ chiều thứ Hai. Các nhân viên làm việc trong một cửa hàng bánh quy bên cạnh cho biết một người đã chạy vào trong cửa hàng của họ chỉ vài phút trước khi vụ cướp được cho là xảy ra, hét lên rằng một người trong khu vực có súng và họ sợ hãi cho tính mạng của mình. Các nhân viên cửa hàng bánh quy cho biết người này thậm chí còn cố nhốt mình bên trong cửa hàng. Sở Cảnh sát thủ đô cho biết họ đang theo dõi hai người đàn ông trưởng thành bị tình nghi phạm tội. Bộ cho biết họ đã quay cảnh cuối cùng lái xe từ hiện trường trong một chiếc xe thể thao đa dụng màu đen có biển số Maryland. Capital Connect DC chưa trả lời yêu cầu bình luận. Zia McGrill, một công nhân tại cửa hàng bánh quy cho biết cô rất ngạc nhiên khi thấy các vụ cướp diễn ra ở Georgetown. Cô nói, khi bạn nghĩ về Georgetown, không bao giờ nghĩ đến vụ cướp. Vì vậy, đó là một loại đáng ngạc nhiên. Dữ liệu của Sở Cảnh sát thủ đô cho thấy rằng trộm cắp và tội phạm nói chung đã giảm ở khu vực cải thiện kinh doanh của Georgetown cho đến nay trong năm nay so với cùng thời điểm vào năm 2021. Georgetown BID chủ yếu bao gồm các doanh nghiệp dọc theo đại lộ Wisconsin và MK và đường Water. Tuy nhiên, trước vụ cướp được báo cáo hôm thứ Hai trên phố Ô, dữ liệu của Sở Cảnh sát thủ đô cho thấy có 3 vụ cướp tại Georgetown BID so với 2 vụ vào thời điểm này năm ngoái. Tarek Porter, 27 tuổi, cũng bị bắn chết gần giao lộ M và 33 Street Northwest vào tháng Giêng. Năm 2021, không có vụ giết người nào ở Georgetown BID cho đến cuối tháng 3. Ali Lakoff, sinh viên Georgetown cho biết cô đã nhận thấy rằng gần đây cô nhận được nhiều cảnh báo an ninh hơn từ trường trên điện thoại về các sự cố trong khu vực lân cận. Cô ấy nói rằng cô ấy cảm thấy an toàn vào ban ngày nhưng vẫn luôn đảm bảo đi bộ với ít nhất một người nữa vào ban đêm. Tin Hoa Kỳ, Will Smith xin lỗi Chris Rock vì sự cố tát tại giải Oscar, tôi đã sai. Tuyên bố của Smith được đưa ra sau khi Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh cho biết họ đang khởi động một cuộc đánh giá chính thức. Will Smith đã công khai xin lỗi Chris Rock sau khi anh ta tát nam diễn viên hài trong lễ trao giải Oscar vào tối Chủ nhật. Will Smith đã viết một phần trên Instagram trước khi công khai xin lỗi Rock. Tôi đã vượt quá giới hạn và tôi đã sai. Tôi xấu hổ và hành động của tôi không thể hiện được người đàn ông mà tôi muốn trở thành. Tôi không có chỗ nào cho bạo lực trong một thế giới của tình yêu và lòng tốt. Tuyên bố đầy đủ của anh ấy có nội dung như sau. Hành vi của tôi tại lễ trao giải Oscar tối qua là không thể chấp nhận được và không thể bào chữa được. Những trò đùa với chi phí của tôi là một phần của công việc. Nhưng một trò đùa về tình trạng sức khỏe của Yada quá sức chịu đựng của tôi và tôi đã phản ứng một cách xúc động.
Tôi muốn công khai xin lỗi bạn, Chris. Tôi đã sai lầm và tôi đã sai. Tôi xấu hổ về hành động của tôi không thể hiện được người đàn ông mà tôi muốn trở thành. Không có chỗ cho bạo lực trong thế giới tình yêu và lòng tốt. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến học viện, những người sản xuất chương trình và tất cả những người tham dự, cũng như tất cả những người đang theo dõi trên toàn thế giới. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình Williams và gia đình King Richard của tôi. Tôi vô cùng hối hận về hành vi của mình đã nhuộm màu những gì đã là một cuộc hành trình tuyệt đẹp cho tất cả chúng ta. Tôi là một công việc đang được hoàn thiện. Trân trọng, Will. Smith đã làm cho đám đông tại nhà hát Dolby và những người xem ở nhà choáng váng khi anh ta bước lên sân khấu trong lời phát biểu của Rock sau khi diễn viên hài đùa cợt về Jada Pinkett Smith, vợ của Smith. Rock quay sang Pinkett Smith và nói: "Jada, anh yêu em. J.I. James 2. Rất nóng lòng được xem." Xe cộ là một phương tiện không thể thiếu cho mỗi người trong chúng ta. Tuy nhiên, khi gặp phải trở ngại vì xe hư dọc đường, còn người kéo xe cũng như sửa xe thì phải làm sao? Đừng lo, hãy gọi ngay Eric Auto Repair với số điện thoại 623-792-0896, 623-792-0896 để được giúp đỡ nhiệt tình. Eric Auto Repair, chuyên kiểm tra và sửa máy xe, chẩn đoán hệ thống đường truyền điện, máy nóng và AC, sửa và thay timing belt, hệ thống bơm nước, hệ thống điện, hệ thống phun nhiên liệu, thay máy, thay hộp số, thắng xe, bảo trì xe, hệ thống làm mát máy xe, sửa chữa hệ thống khói xe để check smoke, hệ thống làm mát máy, bàn đạp, chuyền sửa, thay máy và các hộp số các loại xe, sửa chữa body xe. Ngoài ra chúng tôi còn có dịch vụ kéo xe miễn phí nếu quý vị sửa xe tại tiệm. Hãy gọi ngay 623-792-0896, 623-792-0896. Eric Auto Repair, tọa lạc tại 2117 West Camelback Road, Phoenix, Arizona 85015. Eric Auto Repair mở cửa 7 ngày trong tuần, từ thứ Hai tới Chủ nhật, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chuyên nghiệp, tận tâm, uy tín, giá cả phải chăng. Hôm nay trong chương trình Cuộc sống người cao niên Arizona, chúng tôi mời quý khán giả cùng tiếp chuyện với cô Đặng Thị Bảy với những câu chuyện chưa bao giờ được kể để biết thêm về những vui buồn trong cuộc sống của những người cao niên tại Arizona, Hoa Kỳ. Đặc biệt chào đón tất cả quý vị đến với chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Và thưa quý vị, ngày hôm nay trong chương trình Cuộc sống của người cao niên tại Arizona, Đặc biệt rất hân hạnh được chào đón cô Bảy, hoa hậu nét đẹp cao niên của chúng ta đến với chương trình ngày hôm nay. Chào cô. Chào. Yeah. Và cô có thể cho biết là năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Xin mừng em đang 36. Dạ, như vậy là 85 tuổi. Dạ. Quý vị thấy không, những cái cuộc sống của người cao niên ở đây, mặc dù trên 80 tuổi, 85 tuổi rồi, nhưng mà vẫn khỏe mạnh, vẫn vui vẻ, vẫn đẹp, vẫn thích động hơn. Dạ. Thì trước hết thì cô có thể cho biết là cái cuộc sống hàng ngày của cô như thế nào? Cuộc sống hàng ngày của cô thì cứ là ngày 3-4 bữa rồi nấu ăn rồi ăn. Cô thấy ngày của con có 2 bữa, 3 bữa mà cô tới 3-4 bữa luôn. 3-4 bữa luôn, ăn khỏe lắm. Dạ, ăn khỏe. Anh nhiều muối, anh nhiều không hay là? Không nhiều lắm, cứ một ngày đó là 3 lon dầu. Oh wow. Bây giờ người nhỏ nhắn như vậy mà một ngày 3 lon gạo. 3 lon gạo chưa có kẹt cà phê muốn đi. Uống cà phê muốn đi, không uống đâu nữa chứ. Quý vị thấy không, 85 tuổi, một ngày ăn 3 lon gạo, uống 4 ly cà phê sữa đá nha, mà không cần phải là đi exercise, không cần đi bác sĩ gì hết. Dạ. Nhưng mà mấy giờ từ mấy giờ cô dậy, mấy giờ cô đi ngủ? Từ giờ đó là 9 giờ ngủ tới 11, 12 giờ trưa vậy. Oh, ngủ tới 11 giờ, 12 giờ trưa, chuyện lạ nha. Cảm phúc đấy thường là người lớn tuổi là 5 giờ, 6 giờ dậy mất rồi. Dạ. Yeah. Vòng vòng đi coi có bà bạn về đi thì yeah. Không có ăn thì cũng quê cho họ ăn vậy đó. Dạ, yeah, dạ yeah. Là hỗ trợ giúp đỡ mọi người. Dạ. Yeah. Rồi còn việc nấu nướng để chi đi chợ mua thì sao? Con trai mua. Dạ. Yeah. Anh trai cháu nội mua đem lên để khỏi đi chợ. Dạ, yeah, khỏi đi chợ. Và phòng của mình thì chỉ nấu ăn thôi. Chỉ có nấu ăn thôi. Nhưng mà đồ đạc, mắm, muối, đồ này kia, cái này đủ hết. Cái này đủ hết, không có gì
như là bác khoái nè. Giống như một cái nhà tập khoái vậy đó. Dạ. Là nếu cần gì là có đi. Ở đây ai chứng kiến cái tài lên bảy. Dạ. Đến với bảy là con đầy đủ hết. Dạ. Dạ. Đó là một cái giống như gian hàng tập khoái vậy đó. Dạ. Đó là mắm rồi kia, muối rồi kia. Dạ. Hỏi sao anh chị em nào mà không có ăn thì bê đấu nước cho bạn mà đau uống á. Dạ. Ai làm nhà tư nghiệp cứ một ngày đi 3-4 lần đi thăm. Dạ. Dạ. Nhưng mà nếu 3-4 lần thì bà chỉ đi bằng tư nghiệp. Sẽ biết ai rồi. Ồ, sẽ biết. Nhà tư nghiệp Trần. Dạ. Thì bà bắt đi vô chỗ tên bà biết luôn hết. Dạ. Thì mấy ông nhà đi thăm người ta đó. Dạ, cho nó vui. Dạ, đúng rồi. Dạ. Nhưng mà đi như vậy thì không có rành đường lắm không? Đi chứ. Đây mà đi bộ đi nhà tư nghiệp Trần không đi nữa. Dạ, vâng. Cô là từ đây tới đi bộ đó. Đi thăm người ta, đi thăm người ta. Dạ. Không có người nhà để đứng hầu hạ này kia đó, mình ngại mình thấy họ nằm ngủ này kia, mình nâu trù cho họ này kia, tội lắm. Dạ, mấy người lớn tuổi nhiều khi không có thân nhân ở đây đó để mà chăm sóc thì nhiều khi cũng là bệnh nhân. Dạ, rất là vui như vậy cũng vui rồi. Mà như vậy cũng rất là khỏe mạnh, mặc dù đại dịch như vậy thì như vậy có cái gì mà phải chắc con biết sao? Chắc xa. Không có quậy mũi nữa. Không bị cọ mũi thôi. Quý vị thấy một trường hợp rất ư là ngoại lệ, rất ư là đặc biệt. Thứ nhất là năm nay còn phải là cái ở trong cái trường hợp đó là cao niên, và thật là cao niên, bởi vì 85 tuổi. Và thứ hai nữa đó là thực trạng là ăn nhiều. Uống nhiều nữa. Ăn nhiều, ngủ nhiều, uống cà phê xì đá nhiều nữa. Dạ. Bên trên bức tem, là đi ra thuế. Dạ, 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 mình chơi, hướng dẫn, chia sẻ bên cái hành sống của mình bà trước. Ồ, như vậy thì cô qua Mỹ được bao lâu rồi? Cô qua Mỹ khi nào? Cô qua Mỹ khi nào? Tôi năm 93. 93, là bây giờ là... 82 ở bên Phi 6 tháng. Dạ. Học trong 6 tháng hay qua 93. Dạ. Xong rồi bắt đầu chiếc 13 là cứ ở cái tiệm ông rồi, không đi đâu. Dạ, ở tiệm ông là sướng hơn. Dạ. Quý vị thấy ở tiệm ông này, cô thấy cô thích gì ở tiệm ông này? Chia sẻ cho mọi người ở tiệm ông này. Cô thích đi chỗ trồng cây xứ này, hay là cây xương rồng này. Dạ, dạ. Nhưng mà nóng quá cô thấy có chịu được không? Nóng cũng chịu được. Châu nóng thì sướng hơn là lạnh hơn. Cô qua đi góc chơi mấy tháng cũng vừa lạnh. Ôi dồi ôi. Lạnh đó. Về Arizona, thì quý vị thấy không? Arizona có cái điểm đặc biệt mà nóng mà ở được. Nóng ở được bởi vì trong nhà có mấy lạnh không thưa cô? Trong xe không có lạnh. Cô qua đây là lạnh đó, cô có nằm đi Mỹ à. Dạ. Mà cô đi trên 24 cái heo bốn, cô cũng lo, cô lo cho các con Việt Nam. Dạ. Cô cái gì cũng lo hết, cơ mà không có cho tiền cho nó cầm. Dạ. Cô về cô cầm lại đóng tiền, mua nhà, mua đất, mua dứt, hay mua đồ đạc trong nhà cũng có. Dạ. Chứ không bao giờ cô cho tiền. Đó kèm một đó cờ bạc, ngay cái xin đem đi. Muốn cái gì thì cho cô vừa trồng. Khi mà cô cực ở bên hẻm á. Từ cái non mà cô lụt là cô biết sao rồi. Rồi hát ô qua đây cô lại còn rắc từng thùng luôn. Mấy giờ đổ, mấy giờ đổ đó. Là cô còn hướng dẫn này đó. Bán được tiền đó là mấy gian mua vàng đây nè. Cái giao vô, cái ông đi một xí tí đó, ông nói cái cây này bà bảy đó sẵn cho tôi đó. Như một non á. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt nếu quý vị khán giả mà đang ở Việt Nam coi chương trình thì chúng ta thấy nhiều khi rất nhiều người có thân nhân ở bên Mỹ, nhiều khi mình nghĩ rằng ở bên Mỹ chắc giàu lắm, ở bên Mỹ tiền đầy hết trong đường, nhưng mà quý vị có biết là những đồng tiền của những người thân nhân của quý vị bên Hoa Kỳ này, họ thương và họ sẵn sàng đi lượm từng cái lon, lượm từng cái ve chai này kia để mà bán rồi tìm cách gửi về giúp cho gia đình. Nhưng mà đặc biệt của cô Bảy ở đây thì hết mấy giờ ai cũng thế. Thứ nhất là cô qua đây cầm cô cắt đi từng tuần giảm mấy giờ đó mấy giờ. Nhưng mà cái điểm hay của cô đó là khi cô về Việt Nam cô giúp là cô sẵn sàng mua căn nhà, mua đất đai này kia, chứ không cho tiền. Trên cái điều đó nhờ như vậy mà con cái của mình nó cũng trưởng thành hơn. Dạ. Cái này phần nhiều đó này người ta bán hàng không biết sao mấy người ta vốn là người ta bán cái rau nó còn tươi nó nặng. Yeah. Khi mồ đã thì tươi tới nhiều nó teo héo lại. Thế là cô lại phải đổi tiền ra chút cho người này 50, người 50. Yeah. Đối xóm mấy người già đó, con cái bà tải đó. Yeah. Cũng cho tiền thì cái tội đó. Yeah. Cô chủ có tiền cô nằm xuống cầu sau cô có tiền giúp đỡ hết. Cô nhà thờ chùa cô giúp đỡ hết. Yeah. Cái lòng này nó đều cô đồng bằng nhất tình gì đó. Dạ, đúng rồi.
mình vẫn vui vẫn khỏe và như thế này, nhờ vậy mà cô vẫn khỏe khỏe. Quý vị thấy được thật sự là xin lỗi chứ nếu mà mình tham người ta nó không chịu nó. Dạ đúng rồi. Dạ. Tất cả nhà mình khổ mà mình tham người ta tự con mình cảm khổ. Dạ. Con nghe thấy không? Dạ. Cô không bao giờ nghĩ cái đó. Dạ. Bây giờ ví dụ bây giờ con chơi người người vậy có một hai người ta ghét mình vậy. Dạ. Rồi năm sau người ta ghét ta ghét sống. Ta cho ai nó cứ nói này mình không cần nghe. Dạ. Nghe chi nữa mà. Dạ vâng. Ai cần cái gì là có cô. Dạ. Muốn khai thuế ở đâu, ai chụp, tôi dắt đi. Yeah. Muốn chỉ có tiền, tôi dắt đi, tôi không biết tiếng Hàn tiền. Tôi là tôi lấy đơn, rồi điền, điền xong là có bà trong cái tiền, nó có máy, nó nói chụp nè. Vậy là tôi quá tốt rồi. Dạ, đúng rồi. Dạ. Mình sống, giúp đỡ cho mọi người trong cuộc sống hàng ngày, nó vui. Và như vậy thì khi cô qua bên này đó thì cái ngôn ngữ của mình thì mặc dù cô học ở bên Phi 6 tháng nhưng mà qua bên này học cái gì đâu. Qua chơi rồi. Qua nó đậm nhất, không có nghe được. Nó bắt mình đi quét dọn. Ví dụ bây giờ mình không có làm được cái gì ra cái văn phòng nấu trụ cho mình ăn. Xong nó tới cái gì thì ra hai quạt nó phát quần áo cho mình không mặc được. Mình giao chờ chờ mình bán rẻ để mình giúp đỡ cái nghề. Dạ. Nhà sao vậy? Dạ. Dạ thành ra là giống như là cứ ngao du sơn thủy đi chơi giống như đi học á. Dạ thành ra qua bên này là chị hua. Nhưng mà khi qua bên này là dạ lại ham vui nữa, ham vui nữa, có cái đám gì được cái nhà khi thì gặp cô ham đi nữa. Dạ tiền bạc cũng thành vấn đề. Dạ thành nhất cái đó sức khỏe. Dạ sức khỏe. Và quý vị thấy không, bật mí này, cứ bật mí rồi không biết quý vị có nhớ không là cô qua tầm dịch là người ta sợ nhất, cái người mà sợ nhất là người trên 65 tuổi. Bởi vì đại dịch nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều người trên 65 tuổi, ai cũng sợ hết. Và thứ hai nữa đó, thì sau khi mà đại dịch thì mọi người chích đợt 1, chích đợt 2 và đợt thứ 3 là bổ sung đấy. Và cô cũng đang không chích cái nào hết. Mà làm ghê sợ, đồng đồng quay. Tức là đi nơi này kia vẫn khỏe. Đi hết. Dạ, đi thăm biết cái này, thăm biết cái kia, ai đâu thì đâu. Vẫn cô cũng đi, cô không có đâu. Ồ, khi mà nói cô có những cái tổng đọt phía sau thì cô có cái vườn không? Cô phải xúc đất từ ngoài đó. Dạ. Để nó đất xong cho cái xe ra chưa đỏ, đổ đất xong bỏ xong xong tưới nước để trồng xả, trồng mà cho chứ không phải trồng bán. Dạ. Vui. Dạ. Thật sự như vậy nó vui hơn, và cuộc sống của mình á nó tròn tròn tí, nó sức khỏe nó vui hơn. Dạ. Mấy là còn mấy cái căn nhà thèm cho mấy người Mỹ nè. Dạ. Chứ không bạn cho hết mấy người, cho đâu cũng thèm được đâu, cho đâu cũng khỏe đâu mà yeah. Mình cho người ta chứ mình không có bạn. Dạ. Nhưng mà bài vui, cuộc sống của bài vui, quý vị thấy không? Đó là cuộc sống của những người cao niên đó. Mặc dù còn cao niên là cao niên ngoại lệ. Cao niên là cao niên là giống như mọi người. Con biết ở đây là má mấy hộ có mình con xong rồi. Không có cái gì hết, còn người nào cũng là thôi. Dạ. Yeah. 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 Và quý vị thấy đó là cô này đó nghĩa là sống vì đam mê. Sống vì đam mê, nghĩa là thoải mái. Ai cũng được hết, đi chơi vui vẻ, thoải mái và không bị bệnh. Lại là chín đứa con, đứa nào cũng thương, đứa nào cũng thương mẹ. Dạ. Thì ai cũng biết được con nay như vậy. Dạ. Con biết hồi đó là bị phận mà về thành hố đó. Bà có con nay là bà không cho đó nha. Nó bà nó bẻ đây mà chơi tôi không có rung, mà rung tôi không có chơi. Thôi nuôi. Nó tôi không có chọn. Chết sống một người. Chứ mình đi cho rồi bây giờ đi tìm nắng máu lên, đi tìm con nay. Mình không có mệt, đúng rồi. Cái đó là không có được. Mình hãy sẵn cho con mình mà. Sao có chọn máu. Chết thì mình trồn, sống mình mình nuôi. Dù việc là cũng bằng chặt tay, chặt chân, chặt chân. Không bao giờ sợ gì. Trời ơi, mình đến. Biết 50 năm tuổi nào có đi làm dâu rồi. Ông ngoài Bắc có bầu rồi, chồng nó đẻ ra mà 15 tuổi nào bắt đầu về làm dâu, cuối năm 15 đẻ rồi đó. Nhà cô ơi biết không, bữa nay là cái con nó sinh ngày mùng 1 tháng 10 năm 1951. Và giờ con biết nó mấy chục tuổi không? Tháo về chục tuổi cho con biết rằng mà cô năm nay tắm đây, có thấy không? Dạ đúng rồi. Đòi cho cô có cái gì cũng khỏe hết. Mà khi mà ở Việt Nam cô sanh đứa bé đầu tiên đó là bà già bắt về ở nhà bà già nấu cơm trả nằm sấp ăn xong rồi không được ở nhà chồng. Ở nhà chồng sớm mình sanh đẻ sớm mình đi. Một năm bà già mới cho về rồi. Tôi nói chắc chồng cũng nhớ bà bé. Ông nhà không có chuyện đó.
cô sát trồng á, cô rí người nào cũng là con mà ngỡ quá mà chết á. Phổi này người ta phát tay đầu dù mấy hết, người nào cũng chết hết, còn con mà ngỡ quá làm sao có nước lại được để mà nuôi con. Nó đâu vậy, trời ơi cô khổ lắm. Cô nói thiệt, còn cô 15 tuổi mà cô nói thật, hồi ông là Việt Nam đâu có máy mà xay gạo chứ gì đâu, cái máy cái tổ ong đấy đặt mà cô làm từ A tới Z, là chị chồng anh hiếp cái bộ luôn mà làm, cứ làm thôi không có nghe ai đặt ai cử mà như vậy này, tao cứ bà chồng chồng mới tao làm rồi ok rồi. Cái lúc này chồng cứ vẽ là ok rồi. Dạ, chứ còn quan trọng là cái người năm sáu chị em làm sao nó thương mình được hết được, đúng rồi. Thương được thì nhờ, mà không thì cũng sao, có thì sao bà mẹ chồng thương mình là ok rồi. Và như vậy thì trong khi mà con quanh Mỹ này thì cái cuộc sống của con cái của mình như thế nào? Con cái Việt Nam mình á, thì ở đây có mình bữa nay à, có mình bữa nay à. Dạ, mấy người đáng giờ ba đứa cháu nội, một đứa 28 tuổi, một đứa 26 tuổi, một đứa 14 tuổi. Mẹ đứa nào cũng có hiếu bà nội hết. Rồi anh đi đây đi chợ, anh muốn nào đó hết. Chứ bà không phải đi chợ mà không bị gì hết. Con con nay vậy, ngọt mẹ thì ai cũng chết. Ngươi giờ đây kêu mua cái gì là em đi đó. Muốn cái gì mà đem đi, mấy bà đi sao bà hành con nội. Tôi nói mình nuôi nó mới thương mình. Còn mình mà không nuôi nó để nó không thương. Mình thương nó. Mà nếu mà tử dụng thì đứng về chợ đó, ông em phải kêu cái đây ngồi nói chuyện. Con nằm như vậy không được. Phải chỉ bảo cho con đừng có nô chăm nhà tay ra chửi. Tại vì người ta là xuất gia với mình mà. Đúng rồi. Mình chửi ta đảm mình. Anh cô con dâu này nè. Mình nói, nếu mà nó không nghe thì cái con này. Con mình nó nghe. Thì tức khắc nó phải phụ với mẹ, với mẹ chiều, biết đánh mẹ, biết đánh vợ. Còn bây giờ nó đi gì, mình đừng có nằm nó cứ hạnh phúc của nó. Hồi đó mình lấy chồng mình cũng thương chồng mình chứ gì. Mình không bỏ ra cha mẹ mình thì bây giờ thấy cái con mình sẽ thôi. Thì câu chửi nó nặng gì trời đó. Bây giờ nếu mà mình làm cho nó hết hạnh phúc thì con nó cuộc đời, chị em nó cứ khổ không? Tôi nhà làm mình lên vô đây ở. Thì thương thì thương, thương thì thôi. Chứ đừng có chửi nặng. Đó là cô nghĩ từ năm mà cô 15 tuổi cô lấy chồng tới giờ này cô biết cái luật hết rồi. Trời ơi cô nói thật, cái con nói cô không có những gì đâu. Có tiền mình cứ đòn xuống cái ai còn cứ giúp chút được cứ giúp chứ đừng có nghĩ vậy. Con biết chùa nhà thờ chùa đâu cô cũng nói mua gạo mua giúp gửi về Việt Nam kêu nó đem đi chùa để cho người ta phát gạo. Cô không có ý đâu. Tuy là tháng có 841 đồng. Lương người lớn tuổi nó có gì vậy? Cô nghĩ vậy là bao làm sao cứ khỏe đâu. Dạ là vui rồi. Má tôi sống 114 tuổi. Hy vọng cô còn hơn nữa. Cô không. Cô giống bài đàn. Cô giống bài đàn mình á. Tôi là 60 năm. Cơn mà cô chắc là cô sống dài lắm. Tại vì bà mẹ cô nào 114 tuổi mấy bà anh em nè kết hết rồi đấy. Bà nó mình ngô lắm. Không bị của mày. Còn mình mà còn rất khỏe, rất là trẻ trung. Và cô mới nói con là nếu có ca nhà thì cứ kêu cô đi. Có một mình cô thôi không nổi, bốc hai bé. Và thưa cô, mình nói về chuyện ăn uống đi. Thì cô có kiêng cữ gì không? Như là chuyện đồ uống ngọt, đồ uống nhiều, rồi cá được mà được bếp nó ba ngày. Đó là đồ uống hết. Mấy bà già mà không có đều à. Tôi nói xin lỗi, tôi ăn nóng, tôi đem cho bà ăn, chứ không phải đồ ăn được, tôi bỏ tôi ăn cho bà, tôi đi qua rồi. Mình ta mang tổng chất, cái đồ ăn mình quá sợ. Có cao mua năm rồi mà thịt, các bà phải nấu cái nồi này cho ăn, cái nặng gì là cho ăn được. Đó, cô là cái tánh của vậy thôi. Như vậy chúng quý vị thấy không, đây là cuộc sống của người cao niên. Và ngày hôm nay thì chúng ta rất là vui, là cũng rất là vui, rất là rất là ngạc nhiên khi chúng ta thấy này. Những người dĩ nhiên thì cái việc mà lớn tuổi mình phải đi chích ngừa để bảo vệ sức khỏe của mình là chuyện đương nhiên. Cô sợ cô sợ kim chích hay là sợ cô thấy mấy người bị chích tội nó xuất tiết ra rút bên rác đá này đó đó. Mà sao chỗ nào cô đi thùng rác ở đây đây. Mấy cái thùng rác nó bất ngờ đó, cô ra tối nào cũng ra cái chỗ quét bỏ được cái thùng rác này, cô cũng bỏ được. Mấy cả những người trong này là ngày số một các bạn không có bị loại. Mình khỏe và mình cứ làm việc mình khỏe. Nói trong này này này, ở đây tụi nó nằm quá trời, mình thấy là mình nằm nó cũng chết kìa. Đúng rồi. Hơn nhiều người bất giác
không có bánh đúng mực, cứ đứng tỉ vậy nè. Rồi nó ra mà nạp cái hơi đó nó mới vô bốc cho phẩm, nó mới chết rồi. Rồi mình cô cứ dọn kẹp vào. Dạ, nó dọn kẹp sạch sẽ, nó vui hơn, khỏe hơn. Rồi cái ví dụ nếu mà những người nào mà lần đầu tiên mới qua Mỹ thì cái chia sẻ của cách nào để mà sống ở Mỹ mà thoải mái? Tôi ta cầm cuốn tay cô đâu có bạn chỗ chia sẻ ra đâu có ai đâu có mình cô qua mình đang được có bao nhiêu được ở ai đi cho ai là biết chắc bây giờ mới này nhiều đấy hồi trước là không có ai hết á, cứ sáng sớm mình được năm cái tối 11-12 giờ mình đi một năm một suốt đêm suốt ngày để con ăn gói mì khô đi nha, không có nấu nướng gì hết mà cô làm ra để nhạt lửa bị gì đâu. Trên cái điều đó mình đã cảm thấy là rất là vui khi mà mình được khỏe mạnh. Tuy nhiên thì những người Việt Nam chúng ta nên nhớ là những cái gì mà những gia đình chúng ta ở bên Hoa Kỳ này gửi về đó thì cũng làm sự chắc chiêu rất là nhiều, làm đồ rất là mệt nhọc để mà có thể gửi về Việt Nam. Cho nên nếu quý vị là giữ được đồ, có làm được nhận đường, nhận tiền, nhận nhà cửa giúp đỡ đó, thì hãy cảm ơn, hãy quý những công khó của những người mẹ, những người cha, những người anh chị của mình đang ở bên Mỹ. Bởi thật sự là ở Mỹ, mặc dù là nước tự do, đất nước có nhiều cái sự phong cảnh, nhưng không phải là cái tiền không rớt từ cây, không ở dưới đất mà chui lên. Con nói thật, cái con cô qua Mỹ này là con không có đứa nào có cái nhà cả. Mà con biết là cô đi mụn non mà cô để dành á, thì cô làm đủ thứ cô để dành ở về cô. Hồi đó là có 200 đồng một miếng đất mà bề ngang là 25 mét. Bề ngang nó là 8 mét, bề dài là 25 mét, có 200 đô. Mà bây giờ làm một tỷ mấy à, con thấy không? Nếu mà mua cái nhà thì có cái chỗ để xe. Đúng rồi, dạ. Thế là mình mua cái miếng đất đó rồi mua cái nhà đó. Nào mình mới để xe, đào hầm nguyên cái nhà của nó. Rồi con biết không? Mẹ, con cái mẹ nó còn sướng hơn mình không? Được bắt đầu cho cái nhà, cho xe hơi. Cái Mỹ mà người ta nói, chắc bà vậy nên bao qua bà đến Mỹ phải không? Mỹ nó cũng đi cũng lo nó. Mỹ không chết được lo. Mình chiêng nào không có sợ chết đói. Dạ đúng rồi, bây giờ con ở tiểu bang nào mà con chiêng là không phải cần việc làm ha. Nó đi tiểu bang kia lấy tiền là tiền già được một ngàn. Qua Cali thì là cái trộm cướp. Để xe thì nó lấy máy. Lấy cơ mà mình ở đây có 800 mấy cậu nhưng mà phải qua đi đó. Không có vậy chứ mà bên đó cái tiền thì có thể nhiều hơn vài trăm. Nhưng mà cái tiền mà mình thuê nhà nó mắc hơn nhiều. Nó có mấy lần trong vài lần. Bên đó phải xin 2-3 năm mới được cái nhà. Còn bên này là bên nghề dễ. Bên đây rất là thoải mái. Nói cho đây cái nhà nào xin của người già, người nào chết hết, phòng nào có người chết hết. Chứ không có phải không có rồi. Cứ người chết xong mới đòi xin là người khác vô. Nắng sợ. Đúng rồi, sống ra. Người ta cũng đưa mình thôi. Nếu mình thấy người ta thì mình bái người ta cũng bái đúng đêm rồi xong rồi. Thì sợ thôi. Cô là cô không sợ hết. Rất là vui khi mà chia sẻ cùng tâm sự với tất cả quý vị trong ngày hôm nay, và đặc biệt là được tiếp diện với cô cô Bảy. Rất là vui về những cái chia sẻ của những người cao niên sống tại Mỹ này và vượt qua những cái khó khăn để mà có thể gọi là khỏe mạnh, sống và giúp đỡ cho người Việt chúng ta, những con cháu của mình ở Việt Nam. Thì hy vọng rằng cô với cái sức khỏe ngày hôm nay, quý vị thấy một trên 85 tuổi mà ăn nói rất là hoạt bát, vui vẻ, khỏe mạnh, ăn nhiều, uống nhiều, uống nhiều. Như cái đó mà thật sự là và thật sự quý vị thấy đó, là rất là nhiều người thèm cái đó cô. Mình muốn ăn không ăn được. Rất là ăn mà điên cái này, điên cái kia. Uống cũng hạn chế rồi, ngủ thì cũng thế này chị đồ thứ á. Trong này á là mình bị nó nặng cái đồ mà nhẹ. Nó bỏ bà đây. Cái cô thấy mà sao không? Không, cô đụng. Cô đụng mới để vào tủ lạnh, cô đem ra cạnh cho biết hết. Cho mấy người ta nằm ngoài cho bạn. Hay hoặc ra cái đi ở cái chỗ xe xe đấy, để đóng này nó nặng. Mình bỏ tủ lạnh cậu nhiều, mình đắp không cố mình lại. Đúng rồi, quần áo cũng vậy đó. Khi cái nào tốt đó thì mình để mình cho người ta. Con biết cô đi xe buýt, cô đi đi trước nhà con, cô thấy thằng nó không đi, nó cứ múa nè, cô mất cho 5 đồng mình cho nó không lấy tiền. Cái cô lắc hồi cô nhìn xem nó đi đâu, nó ra cái trạm xe buýt nó nằm, nó không có nằm cái này mà nó nằm dưới đất này, cô phải phải ra thùng rác. Con biết sao cô ra thùng rác chứ không có một cái gì hết đâu. Cô lấy mấy thùng giấy á, cô giặt ra lấy chìa khóa giặt ra xong rồi cô đắp lên cho nó.
nó khùng mà nó ca tiền gì đâu, ca tiền hôm nay khó vậy, cơ mà cũng mua mấy mì và trong cũng mua mấy mì để sẵn hết rồi. Cô chị chồng xuống thấy người ta gì cô thương lắm, cô đã hiểu đường đời già cả này là bạn kia là cũng biết hết á, đừng có khi dễ mấy người ta. Mỗi người có cái hoàn cảnh của họ. Như vậy chúng ta thấy đây một cái tâm sự, một cái chia sẻ của cô Bảy đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi, cũng như cảm ơn cô Bảy đã chia sẻ cái tâm sự của mình đến tất cả mọi người về cuộc sống người cao niên tại Hoa Kỳ. Và chúc quý vị có một ngày thật là vui và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sắp tới, cũng như cảm ơn cô. Cảm ơn chú Trọng. Cảm ơn cậu. Con cái học giỏi, ngày làm ăn tiến tới một nha. Sức khỏe quý hơn vàng. Đó là câu nói của ông bà ta để lại. Dù có tiền vàng đầy nhà, nhưng không có sức khỏe để hưởng thụ thì cũng chẳng ích gì. Hôm nay trong chương trình Đời Sống và Văn Nghệ, chúng tôi mời quý khán giả cùng đến với đề tài Nguyên tắc sử dụng thuốc bổ tốt cho sức khỏe, qua phần trình bày của sứ ngôn viên Mộng Trinh. Mừng Trinh xin kính chào quý khán thính giả của đài Việt News USA. Hôm nay kính mời quý khán thính giả theo dõi bài viết Nguyên tắc sử dụng thuốc bổ tốt cho sức khỏe trong một đời sống văn nghệ. Thực phẩm bổ sung thảo dược là các sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật hoặc dầu, rễ, hạt, quả mọng hoặc hoa của chúng. Thuốc bổ tốt cho sức khỏe đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ bởi đặc tính chữa bệnh. Tuy nhiên, rất nhiều bệnh nhân lạm dụng và không tìm hiểu kỹ về cách sử dụng thuốc bổ thảo dược cũng như các nguyên tắc sử dụng thuốc đúng cách. Thuốc bổ thảo dược và nguyên tắc sử dụng thuốc bổ tốt cho sức khỏe. Nguyên tắc 1. Nếu đang khỏe mạnh hay hạn chế sử dụng thêm thuốc bổ hay thực phẩm chức năng. Theo các chuyên gia y tế, nếu bạn đang hoàn toàn khỏe mạnh và không mắc các bệnh lý nào, thì hãy hạn chế uống thuốc bất kỳ loại thuốc nào. Bởi thực phẩm chức năng hay thuốc bổ thảo dược vẫn được tính là một loại thuốc và chúng vẫn có nguy cơ tác động đến sức khỏe của bạn. Đối với những người bị mắc các bệnh như bệnh tim, bệnh tiểu đường, béo phì, thì bạn cần cân nhắc đến việc uống thuốc bổ sung bởi nó sẽ tác động tới tình trạng bệnh của bạn. Nguyên tắc 2. Uống thuốc với liều lượng thích hợp. Hãy uống các loại thuốc bổ tốt cho sức khỏe với liều lượng thấp để có thể xem phản ứng thuốc cũng như xem xét hội chứng ruột kích thích có xảy ra hay không. Nhiều loại thuốc bổ trên thị trường hiện nay được sản xuất với liều lượng riêng và khuyến cáo trên bỏ thuốc phù hợp với người Âu Châu bởi thể trạng của họ khác với người Châu Á. Nguyên tắc 3. Tìm hiểu kỹ các loại thuốc trước khi sử dụng. Các loại thuốc bổ tốt cho sức khỏe thường được dán nhãn và đi kèm với hướng dẫn sử dụng, trong đó chúng sẽ kèm những thông tin như tên thuốc, địa chỉ của nhà sản xuất hay nhà phân phối, danh sách thành phần, số lượng và hướng dẫn uống. Nếu không chắc về các thông tin trên nhãn thì hãy hỏi bác sĩ hay dược sĩ uy tín để được giải thích thêm. Nguyên tắc 4. Phối hợp giữa bác sĩ và dược sĩ. Bác sĩ hoặc các chuyên gia là những người kê toa, trong khi đó dược sĩ là người tư vấn dùng thuốc. Nếu bạn là người có thói quen tự mua thuốc về sử dụng, thì hãy đừng quên nhờ đến sự tư vấn của bác sĩ hay dược sĩ, bởi bác sĩ và dược sĩ chính là người hiểu rõ về bệnh lý và sức khỏe của bệnh nhân. Thuốc bổ tốt cho sức khỏe, nhưng vẫn có phản ứng phụ bởi tình trạng sức khỏe và cơ địa của bệnh nhân. Nguyên tắc 5. Dùng thuốc với thực phẩm. Rất nhiều bệnh nhân thường tự ý kết hợp thuốc hay thực phẩm bởi suy nghĩ sẽ có tác dụng mạnh hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo trừ một số loại thuốc được phép dùng thì lúc đói, thì thực phẩm chức năng được bổ sung ngay sau bữa. Tác dụng phụ phổ biến khi dùng thuốc bổ tốt cho sức khỏe hay thuốc bổ thảo dược chính là rối loạn dạ dày, làm hại men răng. Hãy nhanh chóng liên hệ với nha sĩ nếu bạn có nhu cầu làm răng sứ. Chính vì vậy, tốt nhất nên uống thuốc trong hay sau bữa để giúp dịch vị dạ dày dễ hấp thu thuốc vào cơ thể cũng như không làm hỏng răng. Quý khán thính giả vừa theo dõi bài viết của chúng tôi, chương trình của chúng tôi đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý khán thính giả vào chương trình kỳ tới.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình Việt News USA sẽ tiếp tục mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 giờ PM giờ Arizona. Còn bây giờ, Trọng Phúc xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Chúc quý vị có một ngày thật là vui bên gia đình và người thân. Đừng quên bấm nút like, nút chuông để luôn theo dõi các chương trình cũng như chia sẻ video đến cho mọi người. Chân thành cảm ơn.